Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với Hoa Kiển Minh Trí, địa chỉ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin mời quý vị cùng giao lưu với Hoa Kiển Minh Trí. Chào anh Trí. Dạ, con xin kính chào cô chú với anh chị. Hôm nay con trở lại kênh Bonsai Cần Thơ để giao lưu với cô chú với anh chị là 20 cái khế gân. Cũng lâu quá rồi con cũng mới có trở lại kênh của anh Hòa. Mong cô chú với anh chị ủng hộ cho con nha cô chú. Số điện thoại con là 0939682627. Địa chỉ con là ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đầu tiên thì con không biết nói gì hơn, con sợ cô chú anh chị đợi lâu, con vô cây khế số 1. Clip này con được 20 cây nha cô chú anh chị. Bị lâu quá còn không có cây quay qua bên anh Hòa, em cũng nhớ anh quá anh Hòa, cảm ơn anh Hòa. Rồi, để con hạo cái chiều cao cho cô chú xem ha. Chiều cao là 75. Rồi, hoành thân để con đo tại vị trí này cho cô chú xem. Hoành thân nó đo tại vị trí này là 35 nha cô chú anh chị. 35, cây này có cái bệ hơi thú thú. Thú mà kiểu thú ngồi. Rồi, mã số 1 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.700.000. Cây này cắt đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cắt nó có cành hồi lại, nó có giọng chiếc xe nè cô chú anh chị. Rồi, con xếp đổi cây. Cây này cắt đẹp lắm mà tại con để trà. Để trà gì cô chú anh chị thích rồi cô chú anh chị cắt. Rồi cây này đằng đa. Mã số 2. Rồi để con hạ chiều cao cho cô chú anh chị xem. Mã số 2 là 75. Chiều cao. Rồi con hạ hoành thân luôn. Hoành thân nó đo tại trí này là 30 nha cô chú anh chị. 30. Con không có đo hoành cũ. Đo hoành cũ nó hơi lâu. Rồi mã số 2 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Chương trình con miễn có ship tới nhà nha cô chú. Khế này là con bao sống nha cô chú anh chị. Bao sống 2 tháng. Nguyệt quế cũng vậy luôn. Rồi con phép đổi cây. Rồi mã số 3. Mã số 3 tàn chà chà nó về mau chơi lắm cô chú ơi. Rồi con hạo chiều cao nó là 81 nha cô chú anh chị. Để tặng chà chà gì đó cho mau chơi. Còn cô chú này muốn cắt tay không sai thì cắt. Rồi hoành thân con đo tại 9 là 33 nha cô chú anh chị. 33. Tặng chà này thì nặng phí ship con lắm. Rồi mã số 3 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 4. Mã số 4 này cắt làm cái trực lắc đẹp. Để con hạo chiều cao cô chú xem. Chiều cao nó tại trí này là 89 nha cô chú anh chị. 89. Rồi con hạo hoành thân luôn. Hoành thân nó đo tại trí này là 26. 26 nha cô chú anh chị. 26. Rồi mã số 4 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.500.000. Chương trình con miễn có ship tới nhà cô chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Số điện thoại con là 0939682627. Địa chỉ con là ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi tới mã số 5. Mã số 5. Cây này con cũng khai thác đế sừng sương sương rồi nghe cô chú anh chị. Còn đế đi xuống. Rồi để con hạo chiều cao cô chú xem. Chiều cao nó là 84 nha cô chú anh chị. Rồi để con hạ hoành thân cho cô chú xem. Hoành thân nó tại trí này là 37. 37 nha cô chú chị. 37. Cây này đế cũng đều. Đế đều đặc sệt cũ à. Nó còn ở dưới nữa. Rồi mã số 5 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.800.000. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Rồi con xin phép đợi cây. Rồi mã số 6. Mã số 6 là tại để đứng chứ chồng mà để nghiêng nữa, thành dáng bay nghe cô chú anh chị. Tại để đứng gì đó. Chồng mình sửa lại cây mình trồng đẹp hay là không là do nó mình sửa. Chiều cao nó là 80 nha cô chú anh chị. Mình sửa thế mình trồng là đẹp. Hoành thân nó đo tại trí này là gần 36 mà còn tính 35.
cái gân giờ nó cũng hiếm có lắm cô chú anh chị, nếu mà có thì cây giá cũng cao. Rồi mã số 6 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000, chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi mã số 7 này cũng giống giống mã số 6, cũng giống mà cây nó lớn hơn. Rồi con hạ cái chiều cao của nó là 90 nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng bê hơi thú thú. Hoành thân nó đo tại 9 này là 34. Rồi mã số 7 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 1.700.000 luôn, 1.700.000 luôn. Chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 8, mã số 8 này một gốc lên 3 thân mà cũng có duyên lắm. Rồi để con hạ chiều cao của chú xem. Chiều cao nó là 90 nha cô chú anh chị, 90. Cây này cũng thằng đa mà cũng có duyên lắm. Hoành thân nó đo tại 9 này là 34, 34 nha cô chú anh chị. 34. Rồi mã số 8 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000. Chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi mã số 9. Mã 9 này về chơi tầng gớt. Nó chơi trò tầng gớt. Rồi đây con hạo của chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 89 nha cô chú anh chị. 89. Chiều cao. Đây con đo một thân cho cô chú anh chị xem. Một thân tại vị trí này là 31. 31 nè cô chú anh chị. Rồi. Rồi mã số 9 này con giao lưu với cô chú anh chị cũng 1.500.000 luôn. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Này là con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi xin phép đổi cây. Rồi mã số 10. Mã số 10 này có thế chơi nha cô chú anh chị. Mã số 10 này có cái tử đẹp. Rồi chiều cao con đo là 90. Hoành thân nó đo tại 9 này là 36 nha cô chú anh chị. 36. Nếu chơi cái bài là cái này vô cái bài. Rồi mã số 10 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 11 này con để chà 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 vậy đó. Cây này con mới về mới cái mấy bữa nay nè cô chú anh chị. Về cô chú thích thì cắt kiểu nào cắt. Rồi chiều cao nó đo tại chiếc này là 109. Cái này hơi quái quái. Hoành thân nó thì tại cái eo nhỏ này là gần 28, con tính 27 thôi. 27 thôi. Rồi mã số 11 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Cây này hơi quái quái. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 12. Số 12 này một thân mà lên đây cái tàn hơi chà chà. Rồi con hạ chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 97 nha cô chú anh chị. Cây nó già. Hoành thân nó con đo tại chí này là 29. 29 hoành thân nha cô chú anh chị. U nặng chân, nổi bú chân. Có nổi bú đây. Rồi mã số 12 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Rồi mình phép đổi cây luôn. Mã số 13. Ba.
để con Hảo chiều cao cho cô chú xem. Số 13 cũng có duyên. Chiều cao nó đo tại chín này là 76. Nó hơi thú thú. Hoành thân nó con đo tại chín này là 33. Hoành thân đo 33, con đo hoành thân không à. Chứ không có đo hoành cũ nha cô chú anh chị. Đo hoành cũ nữa, nó lâu. Rồi mã số 13 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Cây này nó tuy là nó không có bự hung nhưng nó có duyên lắm. Rồi, ship đổi cây luôn. Rồi, mã số 14. Mã số 14 này nó đặc mà lên trên này nó hai thân nó có duyên nha cô chú anh chị. Để con Hảo chiều cao cho cô chú anh chị xem. Chiều cao tại chín này là 68. Đó, hoành thân nó đo tại chín này là 33. Rồi để con Hảo một cái tàng này, cái này cái là 19 nha cô chú anh chị, 19. Còn cái cũ đặc nó nha. Rồi mã số 14 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Rồi chương trình con miễn phí ship tới nhà của chú luôn. Con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 15. Số 15 này nó có cái cũ. Đây con Hảo chiều cao cho chú anh chị xem. Chiều cao nó là 98. Có cái cũ. Hoành thân nó con đo tại vị trí này là con tính là 35. 35 nha cô chú anh chị. Nó có cái cũ, cái thân nó thì nó không có đẹp không mà nó có cái cũ. Rồi mã số 15 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000, 1.400.000. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Này con làm khai thác đế xương xương xương. Rồi mã số 16. Số 16 này hơi quái quái. Thì con Hảo chiều cao cho chú xem. Chiều cao nó là 84. Rồi hoành thân đo ngay chân eo nhỏ này là gần 30 mà tính 29 thôi. Rồi mã số 16 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Có một bú nè. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 17. Mã số 17 này để con Hảo chiều cao cho chú xem. Chiều cao của nó là 92. Hoành thân nó con đo tại chiếc này là 31 nè cô chú anh chị, 31. Hoành thân là 31. Rồi mã số 17 này con giao lưu với cô chú anh chị là cũng 1.700.000 luôn. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Mã số 18. Clip này con được 20 cây khế nha cô chú anh chị. Khế này là con quay cây mới đó chứ không có nói cây cũ cái gì chứ. Để con Hảo chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 72 nha cô chú anh chị. Hoành thân của nó con đo tại chín này là gần 26, con tính 25 à, tính 25. Rồi mã số 18 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 19. Con còn cây nữa là hết clip ngày hôm nay của chú anh chị. Đây con Hảo chiều cao của chú anh chị xem. Chiều cao nó là 90. Hoành thân của nó con đo tại chiếc này là 24. 24 hoành thân nha cô chú anh chị. 24. 24.
Rồi mã số 19 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Chương trình con miễn phí ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi mã số 20 này để con hạ cái chiều cao cho cô chú anh chị xem. Chiều cao nó là 80. Hoành thân của nó con đo tại vị trí này là 30 nha cô chú anh chị, 30. Hoành thân 30. Rồi mã số 20 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000. Chương trình con miễn ship tới nhà của chú anh chị luôn. Dạ, cuối clip thì con cũng cảm ơn cô chú với anh chị. Những clip vừa qua con cũng lâu quá con mới qua bonsai Cần Thơ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ con để con có cái động lực để con sưu tầm những cái đẹp để con giao lưu với cô chú anh chị. Dạ, con cảm ơn cô chú với anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Hoa Kiển Minh Chí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.